Mà sao em nghĩ em sợ nít lắm luôn á ta. Nó khóc hoài rồi. Thấy ớn ớn sao á. Tức có nghĩa là bây giờ em đang lo sợ là nếu như em có con có bầu thì là một thân một mình em sẽ lo, tại vì ông xã em bây giờ là ở xa. Dạ đúng ở rồi. Nếu như chồng em chuyển công tác và ở gần nhà em, liệu em vẫn còn ý định là không sinh con không? Chắc giảm đi 10%. Giảm đi 10%. Tức nghĩa là trong sâu xa em vẫn chưa muốn có con. Với lại em còn muốn đi chơi rồi muốn mình học tập hơn nhiều nữa. Em đây là em mới 20 mấy. 24. Em đi làm cũng mới được 2 năm thôi. Thì mình vẫn muốn tập trung cho công việc của mình nhiều hơn. Với lại em cũng chưa được đi đây đó nhiều. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ với hai cặp vợ chồng. Không biết là họ sẽ đến đây họ kể cho chúng ta nghe câu chuyện như thế nào. Thì xin quý vị cho một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Sao có hồi hộp, có lo sợ gì không? Dạ, bữa nay em thấy em hơi liều. Hơi liều hả? Tí tí cho em nói, mới nãy giờ anh đòi trốn về chơi xấu cho kỳ cục, tự nhiên đòi trốn về. Trời, đưa anh TV xuống chết nhờ công em. Đòi em mua vô trốn rồi anh sợ quá, tay còn lạnh luôn á. Trời ơi. Vậy là em hốt anh lên đây hả? Em năm nỉ đầu, đầu tiên nha, em năm nỉ em cái anh nuôi em nói chương trình này vui vũ lắm luôn, vui lắm luôn anh. Em đăng ký đi, em đăng ký đi, cái em đăng ký cho đã. Cái bữa hổm là chị trong chương trình nó gọi cho em, cái em báo cho anh là mình được là mời lên đây tham gia ghi hình. Cái anh nói em ơi anh không đi nữa đâu. Trời ơi chị, em năm nỉ chị từ 7 giờ tối mà tới 10 giờ tối luôn, năm nỉ suốt luôn. Rồi sau đó thì anh mới chịu. Bây giờ chúng ta bắt đầu trò cuộc trò chuyện nha. Rồi mời em giới thiệu về mình. Dạ em tên là Thái Khoa, em năm nay 31 tuổi, em là nhân viên kỹ thuật. Dạ em quê chung với anh Quốc Thuận là em ở An Giang. Rất vui mừng được gặp đồng hương của mình. Thôi còn em? Dạ em tên là Diễm Trinh, là năm nay em 24 tuổi, là kiểm lâm viên ạ. Đúng vậy. Mà đồng hương, em ở tỉnh Biên nè. Biết em không? Không. Em cũng không nữa. Rất vui mừng, phải nói hôm nay rất vui là bởi vì được trò chuyện với hai người đồng hương của Quốc Thuận. Thay mặt cho chương trình Vợ Chồng Son, rất là cảm ơn hai em đã đổ đường xa đến tham dự chương trình Vợ Chồng Son. Đúng rồi. Rất là quý hóa. Rồi bây giờ kể cho Thuận biết đi, cái hai người quen nhau như thế nào và làm sao để mà trở thành vợ thành chồng. Tình cờ là em có một cái anh bạn thân, mà anh bạn thân đó là anh bà con với vợ em hiện tại. Anh nói tao có con nhỏ em, mày rảnh nó mày lại mày rủ nó đi ăn uống gì đi, nên mới điện cho vợ em. Nhưng mà mới nói chồng em như kể thiếu chi tiết ông ơi. Vậy nè. Ông ơi nghe chưa, dân chơi tôi là vậy đó ông ơi. Ảnh nhắn tin cho chồng của em nói, ê tao có như em dễ thương lắm, làm ai cho mày đó. Mà ảnh không kể chi tiết là em dễ thương lắm, anh không kể, tự nhiên kể thiếu một khúc rồi đó. Thành ra cái câu đó là cái câu rất là quan trọng. Đúng rồi, quan trọng nhất luôn á. Tại vì nghe câu em tao dễ thương lắm, ảnh mới đi. Còn em thì nghe nói, đi bạn của anh chở em ăn uống, em mới đi, còn mới gặp mặt. Mà xí xí cho hỏi nè, lúc gặp thì có thấy là dễ thương không? Dạ cũng có dễ thương. Ở quý vị đây có thấy dễ thương không? Dễ thương thiệt mà vui tính nữa. Rồi tiếp tục làm sao? Cái ấn tượng ban đầu của em gặp ảnh nó là nó khó diễn tả lắm mà. Sao khó diễn tả? Đó ốm hơn vợ xấu ha, ăn thui à, giống như cái áo anh mặc vậy đó. Thui vậy đó. Sau đó thì tại vì cái sở thích của em là ăn uống, em khoái ăn lắm, chở em cứ ăn gì nè. Rồi ảnh thì ảnh lo nhìn em, mỗi lần ngước lên cái thấy ảnh nhìn cái em cười gì nè. Sao mà cái em cố xem ăn nữa. Em không ngờ là vợ của em là hơi trẻ nên thấy vui vui cứ nhìn hoài vậy đó. Thì yêu nhau luôn khoảng mấy tháng đó, lúc đó mình tự nhiên mình thấy mình nhớ rồi, sau đó có thời gian gặp lại thì mình mới xác định là mình có tình cảm với cô này. Thôi chết rồi, yêu rồi đó. Dạ. Ngày sau đó thì mới hai đứa mới tiến tới tìm hiểu và cưới nhau là cách đây 2 năm. Nhưng mà lúc đó là em đã thấy yêu anh này chưa? Dạ chưa. Cái lúc đó là ảnh nó thích em. Mà em thì em ghét những người mà lớn tuổi hơn em nhiều lắm. 7 tuổi mà nó già xấu, thấy em dễ thương không? Sao xứng được? Trời ơi, lúc em chảnh, em chảnh lắm nha. Lúc đó mới có 19 tuổi à. Đẹp lắm, em thấy em đẹp luôn mà. Tại giờ em tại bây giờ em thấy em tàn á. Bởi vì giờ tay ảnh là tàn luôn đó. Trước là nhìn dễ thương lắm kìa. Phải không? Mà tội nghiệp ảnh lắm. Ảnh bị dụ mà tới thì... Thôi xin lỗi chú nha. Ảnh bị dụ đó. Rồi cái ảnh nói là thích em. Em biết ảnh lắm. Em bỏ số đó luôn. Cái mà nói bỏ thì nó kỳ quá, giống như làm tổn thương người ta. Cái em nói anh ơi, cái điện thoại em hư rồi, chứ thực sự là em bỏ xin em không xài nữa. Thầy sợ không nhắn? Dạ. Giờ anh biết rồi đó. Rồi anh có mua điện thoại mới cho em không? Dạ có.
anh nhiệt tình lắm đó, sao anh nghe vậy à, dễ bị dụ lắm luôn, tự mua tặng điện thoại luôn à, em nhận luôn à. Dạ. Em nhận rồi lúc đó mới thương ảnh hay sao? Dạ chưa. Hồi đến nào mới thương không? Thấy anh lo cho mình nhiều. Dạ chị biết cuộc sống sinh viên xa nhà thì nó thiếu thốn đủ thứ hết. Mà ảnh lo từ A đến Z luôn. Mà ảnh cũng không đòi hỏi anh là bất cứ thứ gì. Cũng đáng để mình suy nghĩ lại, đây có phải là người đàn ông của cuộc đời mình hay không? Và cuối cùng em đổ. Thì dĩ nhiên rồi, phải đổ nó có ngồi ngày hôm nay đúng không? Rồi, vậy thì cái chuyện mà đi đến hôn nhân có gì khó khăn không? Dạ không, dễ à. Anh nói gia đình ảnh là gia đình em, cái làm đám nói. Với lại ha, ảnh là mối tình đầu của em luôn á. Là trước giờ em không quen ai luôn á. Mà em thì muốn có cơ hội tìm hiểu vài người nữa. Rồi bị hốc luôn. Vậy bây đó. Giờ luôn. Dạ thành vợ luôn à. Vậy có hẳn không? Nói hẳn thì không không đến mức độ đó, nhưng hơi tiếc nuối. Tiếc nuối? Trời, tiếc nuối là bà nội nói hả? Nãy giờ nghe bà wow nói chuyện cảm xúc bạn chồng sao? Dạ nói chung thì giống như mình ngồi ôn lại nhìn lại cái kỷ niệm nha. Thấy nó cũng có cái vui là từ khi mà quen á, là em với vợ em đã xa nhau do cái điều kiện công việc á. Đến lúc cưới hiện tại cũng vậy. Hồi đó thì em đi làm á, là khoảng 3 tháng mới gặp nhau được lần. Lúc mà gần đám hỏi á, thì được 1 tháng. Bây giờ thì em chuyển công tác về cũng gần, nhưng mà gần hơn hồi đó thôi chứ cũng còn xa nhà. Thì hai chồng khoảng từng gặp được 1 lần. Dạ. Ủa vậy hả? Có nghĩa dạ. là chung ở An Giang luôn nhưng mà khác quyền. Dạ lúc ngày xưa khi còn quen nhau là em ở An Giang, ở Tây Ninh. Rồi bây giờ sau khi cưới nhau rồi em ở An Giang, ở Đồng Tháp. Vậy hai người sắp xếp lắm rồi mới đi chung ngày thứ bảy chủ nhật lên đây được á. Tụi em đã có em bé chưa? Dạ chưa. 2 năm vẫn chưa có em bé. Dạ. Em có nghĩ rằng là lý do là hai người ở xa quá cho nên là mà trong một cái tuần gặp nhau ít như vậy thì đó cũng phải là nguyên nhân dẫn đến nha. Tại nhà em á, chị hai của em vừa có cháu nhỏ, bởi vì em hình dung được cái nỗi cực khổ của người làm mẹ thế nào. Sáng không phải thức sớm thì còn sớm nha. Rồi sau đó phải tắm rửa cho nó, rồi cho nó bú. Tính của em hay còn trẻ con lắm, em sợ mình bụng bự vậy ha. Cái mình ngủ mình ơn à. Trời ơi, ngủ không được mà không có chồng bên cạnh, em sợ lắm. Bởi vì em hơi ngán. Còn em có mong muốn là có em bé không? Dạ, thực sự thì hiện tại là em rất là muốn có em bé. Đúng rồi, tại chồng dạ. lớn rồi, em 31 rồi mà. Dạ, với từ lúc trẻ là em đã thích con nít rồi. Nên hiện tại cũng thích lắm. Nhưng mà tại vì cái điều kiện của hai chồng hơi xa, với lại vợ cũng thấy hơi ngán nên nó còn do dự. Em thích con nít bởi vì trời ban cho em đứa nít. Thế chồng mong con nít vậy rồi em thấy sao? Có lúc nào em nghĩ suy nghĩ lại không? Dạ không, tại chồng em thích nít thì em kêu nựng cháu của em đi. Cháu ruột của em, cháu ruột ảnh á. Có hai đứa cũng nhỏ nhỏ không, dễ thương. Nhưng mà khác nhau là rồi. Con của mình nó khác với cháu chứ cưng. Bây giờ là cái tuổi á, mà khi sanh con thì con nó sẽ khỏe mạnh nhất á. Chứ còn chờ chồng em lớn nữa, già nữa thì cái đứa con nó sẽ không được khỏe. Mà sao em ngán quá, em sợ nít lắm luôn á ta. Nó khóc hoài rồi, thấy ớn ớn làm sao á. Đó có nghĩa là bây giờ em đang lo sợ là nếu như em có con, có bầu thì là một thân một mình em sẽ lo, tại vì ông xã em bây giờ ở xa. Dạ đúng ở rồi cái... dạ. Nếu như chồng em chuyển công tác và ở gần nhà em, liệu em vẫn còn cái ý định là không sinh con không? Chắc giảm được 10%. Giảm đi 10%. Tại có nghĩa vì... là trong sâu xa em vẫn chưa muốn có con. Với lại em còn muốn đi chơi, rồi muốn mình học tập hơn nhiều nữa. Em nay là em mới 24. Em đi làm cũng mới được 2 năm thôi. Thì mình vẫn muốn tập trung cho công việc của mình nhiều hơn. Với lại em cũng chưa được đi đây đó nhiều. Em cũng em định làm nữa. Bao nhiêu tuổi thì có em bé? À, nếu tính theo năm là còn 3 năm nữa. 3 năm không, có 3 năm nữa hả? 3 năm nữa thì cũng được. Cũng mà chồng em không chịu. 3 năm nữa là em 34 á. Dạ. Em nghĩ như thế nào? À, em cũng có trao đổi với vợ em vấn đề này. Thì thật sự là có một cái khó là em ở hay xa. Nhưng mà em cũng đang thuyết phục vợ em, với lại cũng đang sắp xếp công chuyện của em về cho nó gần nhà. Để có thể là năm sau là có em bé. Chứ nếu mà để khoảng 2-3 năm nữa thì nó lâu quá. Thực sự mà nói là thứ nhất là bạn còn trẻ. Bạn chồng là mối tình đầu, có nghĩa là bạn chưa biết một cái gì đó. Đi chơi cũng chưa được đi chơi nè. Rồi là tìm hiểu thế giới bên ngoài cũng chưa. Mà tính cách của bạn này là rất là năng động. Em tiếp xúc là em thấy rồi. Thì theo chị là như vậy nè. Sau khi mà em chuyển công tác về được gần vợ, em dành ra một cái khoảng thời gian để mà đưa vợ em đi chơi. Giống như trăng mật vậy, trăng mật muộn vậy đó. Em hiểu không? Thì trong quá trình đi chơi đó, ta cấn bầu trăng, ví dụ vậy. Thì nó được cả hai vế luôn. Thì tại vì em biết lý do sao. Cái tuổi này khi mà em sanh con
Thứ nhất, con rất là khỏe, mà em chăm cũng dễ, em lấy lại phọt cũng dễ luôn. Cái đó nói thiệt, em mà có một đứa con em đẹp nữa. Gái một con trong mòn con mắt. Phải lắm. Chị nói nghiêm túc đó. Cái mặt thì nhìn là thích lắm. Chứ không phải là vụ đâu nghe. Cái đó nói thiệt đó. Sao em thấy cái ý của chị Dân sao? Dạ. Em sẽ suy nghĩ lại. Để em một đứa con gái hoặc con trai cũng được, nhưng mà con gái cái mặt nó y chang mặt em. Trời nó xinh xắn mà nó hoạt bát, nó dễ thương. Em đừng có tưởng tượng. Trời ơi, đừng là em chịu hết nổi liền luôn. Rồi, sau chương trình này về An Giang thực hiện liền cho anh nha. Dạ. Bắt tay. Rồi, xin chúc cho hai em mau sớm có tin vui nha. Cái cầm thù luôn đó. Nguyên cái sòn rác lên đầu em. Nắm đầu lại hùng gái chạy mất tiêu. Gà lằn như gái. Đẹp quá rồi mất công gái nó dòm. Mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Rồi, chào hai em. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Phạm Kim Trung, là giáo viên dạy cấp 2 ở Phú Giáo Bình Dương. Còn em? Dạ, giới thiệu là tên là Dương Vương, năm nay 24 tuổi, cũng là giáo viên tiếng Anh ở Phú Giáo luôn. Tức là hai bạn này là coi như các bạn sáng nay là từ Bình Dương lên. Dạ, dạ, từ Bình Dương lên. Dạ. Quý hóa quả cho một tràng pháo tay nào. Ôi, thay mặt chương trình đó, cảm ơn hai vợ chồng em rất là nhiều. Hy vọng là trong cái buổi tiếp xúc này chúng ta sẽ có một cái buổi trò chuyện rất là thú vị và rút ra nhiều những cái kinh nghiệm cho các cặp vợ chồng son khác. Thuận à, hình như là các cặp vợ chồng ở xa lên đây á, thì ekip của mình là lo chỗ ăn chỗ ở cho các đúng các vậy bạn đúng không? Có đầy đủ hết quý vị. Các cặp vợ chồng từ phương xa khi mà đến tham dự chương trình Vợ Chồng Son thì chương trình sẽ hỗ trợ cho quý vị làm nơi ăn chỗ ở đó. Rồi bây giờ hai em giới thiệu cho tụi anh biết. Chắc là hai em là đi dạy chung trường và gặp nhau và yêu nhau đúng không? Dạ không, vợ ở đầu xóm, em ở cuối xóm. Biết nhau nhà có đạo á. Thì cũng đi học giáo lý chung, đi lễ chung. Rồi sau đó thì học lớp 1 chung với nhau nữa. Và cũng biết nhau từ đó cho tới học đại học thì cũng học chung trường. Có một cái bài cũng học chung luôn. Trong văn chương ta gọi là thanh mai trúc mã. Rồi sao, ai để ý ai trước? Dạ, hồi đó thì cũng con nít thôi, thấy con vợ thì cứ tròn tròn bụng mỉm cũng dễ thương lắm. Hồi mấy anh họ thì thấy vợ dễ thương nó thôi mày ghẹ mày thích nó đi. Cái là mấy anh cũng chỉ cho cái lớp mấy cho. Lớp mấy? Của lớp 1 luôn á. À. Lúc đó bạn này có thích bạn này không hay là? Dạ không? Ghét lắm. Trời ghét, cái căm thù luôn đó. Căm thù luôn, căm thù luôn. Căm thù bạn này luôn. Bạn này căm thù bạn này. Tại vì bạn này hay nghịch bậy đó. Nghịch bậy là sao? Hồi năm lớp 1 á thì mẹ chở đi về bằng xe đạp á. Lúc đó là em mang một cái đầm, xong rồi có cái nơ ở đằng sau á, bạn này mới là đuổi theo. Đi cái nơ đó là em rớt luôn xuống đất. Trời ơi, bạn thích gì ta mà bạn làm những hành động mà nó bạo lực dữ vậy bạn? Nhiều lần lắm, rồi thêm một lần nữa là đang đi trong sân trường là úp nguyên cái sọt rác lên đầu em. Trời ơi, chơi bạo lực mà còn chơi bẩn. Nói chung là cái mối tình của các bạn rất là thú vị ha. Đến khi nào thì em mới theo đuổi mà cua cô này một cách nghiêm túc? Trong là từ năm lớp 8 á, là đã biết thư rồi lắm. Biết trong lá thư đó là mình chắc chắn mình sẽ cua được bạn. Anh vậy đó hả? Nói vậy đó. Rồi còn hung á thì bạn nào hung bạn nào trước? Hung thì tới hè năm lớp 11 lận. Mấy đứa anh em á thì đi tập thể dục buổi sáng năm mấy thì đi trong cái con hẻm. Cái anh chị ở sau chạy lại cái nắm đầu và lại hung cái chạy mất tiêu. Mấy em diễn tả là anh không hình dung được đó. Bây giờ diễn tả với nè, đang chạy quá. Yeah. Nhưng mà nè, khi mà ở cái độ tuổi đó tụi em yêu nhau vậy thì gia đình có biết không? Em biết thư là hai gia đình đã biết rồi. Hồi nhỏ là hay nghịch dại cho nên là ba mẹ không có thích. Là cấm. Với lại lúc đó cũng đang còn nhỏ nữa. Rồi bên gia đình em thì sao? Cũng nói học không là học mà thương thương gì. Rồi sau khi tụi em học đại học thì cái tình yêu là như thế nào? Thì cứ mướn nhà trọ thì hai phòng đối diện nhau. Từ đó hàng xóm gì đó thì cứ qua lại nấu cơm rồi ăn chung, rồi ai bệnh tật thì kia thì qua giúp, thì từ đó tình cảm nó mới lớn dần lên. Yêu bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ 10 năm. Chắc chắn là trong cái giai đoạn mà đám cưới thì chắc không có gì khó khăn đối với các em đúng không? Cái đó vợ kể gì? À, chung kể chung là cái thời gian mà còn nửa năm nữa là đám cưới á. Cái lần đó là ảnh tới nhà em chơi, cái vô tình là mình bật điện thoại của ảnh lên, bật mạng lên thì tin nhắn của cái cô đó đến mà gọi anh này là ông xã. Trời ơi, rồi thì lúc đầu là anh cũng hùng hổ lắm. Như kiểu là anh đây là vô tội, không có chuyện gì rồi, hết. Đúng rồi, mà nói chung là em không biết nói gì luôn, quyết định là em đòi chia tay với anh này. Em không rồi em làm cái gì để níu lại? Cái bà xã giận lên, bà xã khóc quá trời luôn, thì cứ năn nỉ rồi hủy Facebook của bạn kia, rồi xóa xóa, nói chung là không còn một cái dấu tích gì của bạn nữa. Rồi hết trơn á. Kể từ đó về cho đến khi đám cưới luôn là không bao giờ là ảnh không còn cái thói đó nữa đúng không?
Dạ là hiền luôn rồi đó. Làm gì có hiền không? Đó, anh có thích nói chuyện với con gái không? Nói chung là bạn này có cái tật là ga lăng với gái, thích chát chích với con gái. Thì đâu có chuyện gì để chát với con trai. Con trai đâu có chuyện được con trai. Tại vì em không có nhậu. Mình mấy lần mình không nhậu nó không có gọi được. Nó trời gọi thấy nữa. Thương quá. Đó thì cứ bên tiếng gái thôi ạ. Thành ra là cái này nó ngang theo em thì anh nghĩ là nếu mà không ai đi chơi với con trai á, không có nhậu được thì thôi nên với con gái. Nó dễ hơn. Này nguy hiểm lắm. Con gái chuyện nhỏ nhặt mình thấy thương hơn nữa. Thôi giờ cái như cái chuyện đó là coi như dĩ nhiên phải qua hết rồi tất cả thì hai đứa mới thành vợ thành chồng được, đúng không? Vậy thì bây giờ anh hỏi nè, sau khi mà cưới nhau về, ông này ông có lòi mấy cái tính xấu không? Nhưng bê bối hơn lúc mình quen. Bê bối hả? Dạ, lúc mà hồi mới quen á thì ủi đồ là vẫy vẫy nước lên, ủi thiệt, thẳng như là cái ly quần nó thẳng còn hơn là con gái ủi nữa. Thì em nói sao mà cái anh này kỹ biết mốt về ở nổi không? Vậy mà tới khi mà lấy về rồi, ôi trời ơi. Bảo là sao bây giờ anh lấy vợ rồi anh bê bối anh khác quá anh ấy. Chứ anh gọn gàng sạch sẽ quá rồi gái nó nhìn em lại lo. Rõ ràng, cái đó rõ ràng luôn. Ra đường mình chạy trước mình đẹp quá rồi mất công á, gái nó dòm mình bụm ghen nữa. Đúng rồi. Thôi cứ bình thường thôi được rồi. Đẹp trai quá mà. Đó rồi bê bối rồi còn gì nữa nè. Lén vợ đi coi phim kêu là anh đi đăng ký thi tiếng Anh xong rồi vậy cái là rủ cái cô đồng nghiệp đi coi phim luôn. Trong khi vợ nhà cũng rủ đi. Wow. Ủa thì ta xuống thành phố ta đăng ký gì hai thì thư ký ở trung tâm nói chuyện với mình thì đi đăng ký về sớm không phải về liền. Thì thôi mà đi. Cô đó đi, bữa đó đi làm mà. Đi làm đâu ta xin nghỉ rồi. Cô đó đi làm anh kêu người ta xin nghỉ đi coi phim với anh mà. Trời ơi. Rõ ràng là vậy mà. Thì rồi thì đăng ký xong nghỉ cứ có làm gì đâu. Trời ơi. Anh nghĩ là chồng em thuộc tiếp người đàn ông coi như là dễ dễ bị sang động, dễ sang ga lăng không? Cho nên là cũng ga lăng nữa đúng không? Có ga lăng không? Ga lăng quá mức quy định luôn. Quá mức là sao? Có một lần đó là chở em đi bằng xe máy á, thì đang đi cái tự nhiên gặp cái cô kia xe bị chết máy gì đó. Hắn xe là cái két gì cái xong cái lao xuống giúp người ta luôn còn vợ kệ. Cô đó đẹp không? Dạ không. À cô đó không đẹp bình thường à. Cô đó bình thường tại tính ảnh là vậy. À nếu vậy hay giúp người thôi, thấy ai bị gì là em giúp bà. Ai hết xăng ngoài đường là em dừng là em đẩy xe tới à. Giúp nhưng mà giúp mà không dòm ai. Không, tính vậy thì tốt. Chỉ có cái vụ đi coi phim á thì hơi có cái gì cấn chút thôi ha. Còn ngoài ra thì sao? Không đi coi phim mà chứ đâu có gì đâu, đi coi phim thôi. Ngoài ra thì ở nhà có gia trưởng ăn hiếp vợ không? Nó ngược lại dạ, anh cũng có. Thôi ngược lại với cho không, anh kể cũng đó. Có gia trưởng anh đừng cãi. Rồi giờ em sao Dương Vương? Mà xã thấy hiền vậy á, nhưng thực chất không có hiền lắm. Có một lần là nhớ nhất luôn á là em với lại em ruột của vợ em á là cũng học ở giới luôn là hai anh em chơi chung. Cái là một lần đó chọc tức vợ. Cái em cũng hay chọc vợ vừa khóc chọc tiếp nó khóc thêm vậy đó. Cầm ghế cầm đồ quăng thẳng xuống dưới hai anh em chạy ra ngoài cửa luôn giọt luôn. Ở đó luôn. Ghế đó ghế mũ hay ghế cây vậy? Ghế mà ghế nhựa đó, cái nhựa mình cái đậu mình là phang đùng xuống vậy đó. Bao nhiêu cái thùng laptop này kia là quăng sạc xuống phăng hết vậy đó. Trời em hiền dữ vậy đó. Dạ hiền lắm anh, nói chung em thấy vợ em hiền dữ lắm luôn. Dạ. Đến nỗi hai anh em là chạy vô toilet đóng cửa lại luôn. Khi nào mà hết đồng tỉnh là mở ra cái chạy dù ra khỏi cửa nhà đi luôn, hai đi luôn đó. Thoát thân luôn. Bây giờ còn không? Không có bạo lực nữa nhưng tối về là biết. Dạ vậy không à. Thương quá. Nói chung mỗi lần em khóc lên em dữ dằn lắm á chung. Mà sao anh nói không, là anh lợi cái em đánh anh rồi. Em khóc thì em không có nói gì hết. Nhưng mà nếu mà anh cứ nói thêm nó thêm vô khi mà em tức thì em mới vậy thôi. Thì khóc thì nhưng mình nói là... thì lại tức lên quýnh thêm thôi im luôn. Anh có cái tật đó là mới vừa nói một hai câu bắt đầu trợn mắt lên. Xong rồi nạt nộ em nên đây là em mới tức thôi. Ủa nhưng trời cái tật là hay nạt em lắm. Em làm giáo viên mà em dạy môn quân sự không sao vậy? Là không, chỉ có em dạy môn vợ gì? Thôi à. Em dạy môn tiếng Anh. Dạ. Trợn mắt với vợ nhưng mà ngọt ngào với lại con gái. Còn em trong trường em dạy môn dạ, gì? Dạ môn ngữ văn. Lãng mạn lắm phải không cưng? Dạ đúng rồi. Mà gặp vợ em có lãng mạn không? Dạ không biết lãng mạn không? Có sao không? Có nữa, có gì kể ra luôn đi. Bây giờ muốn lãng mạn cũng đâu cũng được đâu anh này, anh khô quá. Như gạch ngói vậy đó. Quen nhau bao nhiêu năm mà có đúng một lần tặng hoa cho em thôi. Đó là một lần nào? Lần duy nhất là đó là lớp nào? 10. Và cho đến bây giờ luôn vẫn chưa tặng em một bó hoa. Dạ đúng rồi đó. Tại sao em không tặng tiếp nữa? Không phải mà suy nghĩ tặng hoa về thấy để là cầm hửi thơm thơm rồi em phải bữa sau cái nó khô. Khô cái quăng bỏ là cái tình cảm để trọng cái hành qua quăng tình cảm mình cho sọt rác. Cái thôi vẫn mua áo quần gì hay mua quà tặng đi nó thật hơn. Nhưng mà chị hỏi nè, em có biết là vợ em thích hoa không? Chắc cũng biết đó, nhưng mà sau lúc đại học thì vợ không thích hoa nữa phải không? Chứ thấy ai bán hoa nó thôi không mua đâu tốt lắm. Dạ bộ nói vậy có ảnh sao thôi á. em không biết cái bài mà của Phương Thảo Ngọc Lễ hả?
Con gái nói có là không. Cũng thiệt lòng ấy, cũng thiệt tình lắm, nghe không là không à. Trời ơi, nhưng mà bây giờ bữa nay em có đặt, em có hiểu được là vợ em rất là thích Hoa không? Dạ, dạ hiểu em, rồi. Em nếu như bây giờ cho em một điều ước, em ước gì? Có khi nào em ước trời giá như bây giờ chồng mình tặng mình một bó hoa, em ước thử. Có. Đó, ước gì đó. Thì ước đi, thì ước đi. Anh nghĩ chút nữa ước đi. Bây giờ mình nói giờ ước chia sẻ tại vì ờ à, đúng rồi đó, tới tội nghiệp không, nói giờ ước biết không có rồi kìa. Giờ ước không có đâu, thế xíu bục hiện lên mà. Rồi mẹ nghe nhà cho em bó hoa thối mà để cho hoa tươi đâu em. Không, em thích hoa tươi, không thích hoa này. Vô đây, vô đây tôi chỉ cho. Vô đây nè, vô đây nghe. Rồi em nhắm mắt lại đi. Em tặng em. Trước tiên thì Quốc Thượng muốn nói là đây là bó hoa không phải là của chương trình chuẩn bị trước bó hoa này để cho Dương Vương, mà đây đó là một bó hoa của chính Vương. Lần từ lúc quen nhau giờ tặng một bó hoa thôi, thì vợ cũng nói nhiều lần như vậy thì cũng thấm ra là thôi nhân dịp chương trình này thì chồng cũng mua một bó hoa tặng cho vợ. Sau đây thì sao? Không phải là hai lần mà sẽ là nhiều lần nữa. Đúng rồi. Vợ nói điều gì với chồng đi. Nói chung là hôm nay em rất là bất ngờ với cái bó hoa này. Thì cũng cảm ơn chồng và mong là từ giờ cho đến suốt đời sẽ có nhiều bó hoa giống vậy. Giờ lãng mạn quá. Làm gì nữa đi kìa chồng. Trời ơi. Để bày tỏ tình cảm của chồng nói vợ thì chồng sẽ tặng hậu. Hôn ta mà không hôn lại hết trơn á. Đó, cái chưa giận á, giận á. Này là gài kèo. Hy vọng rằng cái nụ hôn này nó không chỉ xảy ra, không diễn ra ở trên sân khấu này, mà nó sẽ còn tiếp diễn hàng ngày của Trung và Vương. Và thay mặt chương trình, chúng tôi xin chúc cho cặp vợ chồng của bạn sẽ mãi mãi yêu thương nhau bền bỉ như hôm nay. Cảm ơn tụi em.